Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay, Sĩ Kẹo khô máu, bỏ kim cương mở full thẻ vô cực luôn nha. Ok, món quà đầu tiên đó là áo hồ ly nữ. Các bạn thì mình đã đặt trước cái thẻ vô cực trước ngày ra mắt mấy hôm. Thế nên là hôm nay là mở ra là có 50 huy hiệu luôn. Yo. Vâng, một cái áo rất là đẹp luôn. Và chúng ta có đao thiên hồ, một con đao không rõ nguồn gốc. Tôi thấy là có một cái lỗ ấy. Kiểu anh em giống con dao nhà anh em ấy, chặt xong anh em lại xuyên đinh vào cái lỗ đấy treo lên đó, đao thiên hồ nha. Chúng ta sẽ cùng đánh giá qua về thẻ vô cực mùa này đi. Thẻ vô cực mùa này thì phải nói là trang phục của nó khá là đẹp, thì tí nữa Kẹo sẽ show cho anh em nhá. Có skin xe máy thiên hồ này, uầy, trông kiểu xịn sò vãi. Và tổng quan thì thẻ vô cực mùa này nó sẽ mang cái phong cách đó là sói anh em ạ. Ở cái huy hiệu thì các bạn cũng thấy được rằng là giống hệt cái đầu sói luôn. Chúng ta có áo hồ ly nam. À, không phải sói mà là hồ ly. Sorry mọi người, mình hơi nhầm xíu. Với áo hồ ly nam. Hồ ly thì còn được gọi, có một tên gọi khác là cáo anh em ạ. Kiểu này tôi lú vãi. Trang phục tư tể cáo dành cho nữ nhá. Đủ ma ngầu vãi ở xịn sò nhá. Ôi, quả này tôi thề luôn, công không nạp tiền vào, công mua luôn thẻ vô cực hơi phí nhá, dành cho bạn nào chưa mua nhá. Rất đẹp luôn, tư tế cáo. Tôi tự thắc mắc là tại sao không phải là tử tế cáo nhở, để quả tư tế cáo. Oh man, yes, khá là xịn sò. Và đây thì mình đang thiếu huy hiệu, thế nên mình sẽ phải mua thêm ấy. Mua thêm nó phải tầm khoảng là 2k7 kim cương mới mở full ấy. Ok, 2736 kim cương để mở được 171 huy hiệu cáo. Dạ. Đây. Chúng ta hãy tiếp tục nhận thưởng thôi. Tôi sẽ review cho anh em về những cái phần thưởng tiếp theo đáng chú ý. Thì chúng ta sẽ có đó là M249 Holy. Wow. Má trông ngầu vãi. Mẫu tội là skin trong thẻ vô cực thì các bạn để làm màu thôi. Còn là nó không có cái chỉ số gì cả, không tăng không giảm gì cả. M219 Holy. Yes, một cây súng được kết hợp hoàn hảo. Đó, có những hoa văn họa tiết hình Holy. Đẹp thật sự luôn. Rồi nha, đến với món tiếp theo. À đây. Cái này là hành động anh em, không phải món. U buồn. Xin lỗi, tôi chỉ là một cái linh hồn nhỏ bé tội nghiệp mà thôi. Một cái emoji khá là đáng yêu nhở. Yes. Rồi, chúng ta đến với tiếp theo. Sẽ là một cái áo dành cho nữ, áo phốc. Cáo in với hiệu ứng lăng kính. Một cái áo thun thôi. Áo thun thì thường mình ít mặc trong game Free Fire lắm. Nhưng mà nếu như anh em thích trong mùa hè mát mẻ thì các bạn hoàn toàn có thể mặc. Ok. Rồi nha, và tiếp theo chúng ta sẽ có đó là hòm xác hồ ly. Đây có phải là kho báu bị mất? À, các bạn nhớ là có cái nhiệm vụ là các bạn trong thẻ vô cực nhá, anh em sẽ nhận được cái hòm xác này không? Đó, nó sẽ có trang phục đồ ngày cho anh em nhá. Ok, cái nhiệm vụ triệu hồi cáo. Đây rồi, chúng ta có ván ma thuật. Nhanh chóng và tự do và tự nhiên, tức là chúng ta có một cái ván lướt á. Ván lướt trông khá là ngầu, trông khá là xịn sò nhở. Các bạn công nhận với mình thế không? Má ông nào bảo ván lướt này Sida táng vỡ mỏ luôn nhở. Oh man. Uầy, theo bức cưng mùa nào cũng vậy, tặng một đá chế tác. Này nhá, mấy trăm kim cương các bạn không quay được một đá chế tác đâu, nên là rất có giá trị. Ba lô holy, một món đồ có thể giúp anh em mang lại may mắn. Ôi trông kiểu đẹp vãi nhở. Cái ba lô cấp 3. Ui mẹ mày, quả ba lô cấp 3 kiểu nó hầm hố hơn. Tôi thấy là con cáo đeo cái earphone này nó có vẻ đẹp hơn. Yo, ba lô holy khá là chất lượng đối với thẻ vô cực mùa này. Không có gì để chê về thẻ vô cực này cả. Có một lời khuyên duy nhất cho anh em nhá, mua sớm, trải nghiệm sớm thôi. Cái điểm lấy những cái phần quà hấp dẫn nhá. Ok chưa ạ? Ui trông quá. Cái mắt con cáo đỏ, có lửa rực cháy á. Má ngầu lòi luôn. Và trang phục cuối cùng đây, ngày hôm nay trang phục cho nam nhá, gói pháp sư cáo. Hey, chúng ta xin chúc mừng gói pháp sư cáo. Má quá là đã. Được không? Cái bộ trang phục thẻ vô cực mùa này ngầu vãi đai.
Anh em nhanh chóng vào mua thẻ bầu cực nhá, cùng trải nghiệm sớm thẻ bầu cực với kẹo nhá. Yo. Hello các bạn, và lại là Kẹo đây, có mặt trong trận đấu ngày hôm nay trên đảo quân sự nha. Hôm qua mới cập nhật phiên bản mới OB22 nên là mình sẽ cho các bạn một số những cái trải nghiệm của mình nhá. Đó là hôm qua mới cập nhật nên là game nó vẫn còn hơi lag, còn bây giờ thì chơi game công nhận là khá là ngon. OB22 này chế độ mới nó chưa được mở, tôi nghĩ là một vài ngày tới thôi anh em sẽ được chơi trong chế độ mới mà có người này. Ui, chạy thì đéo được. Gục ngã mẹ luôn nhỉ. Ui, thanh niên. Ui, đùa chứ. Gặp ai chứ, gặp mình tắt mẹ điện luôn. Thế đây là gói tư tế cáo nha, mình đang mặc trải nghiệm cho anh em nhá. Một bộ trang phục cho nữ rất là đẹp. Mình có thay đổi rồi, thay vì cái mặt nạ thì mình đeo một kính trái tim đó, cộng màu vàng rất là đáng yêu, mọi người thấy không ạ? Đấy, chứ còn là một số anh em thì lại thích cái vẻ bí ẩn, các bạn có thể hoàn toàn đeo mặt nạ, còn mình thì không nhá. Vâng, combo hiện tại Kẹo đang sở hữu là Ska và MP5. Chơi cùng với một cái bạn của mình, Diệp Vũ TV, hay còn gọi là Tây Dũng TV á. Đó, dành cho anh em nào chưa biết nhá. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem trên kênh Si Kẹo, đừng quên là cho video này một like cũng như là đăng ký kênh nhá, để đón xem thêm nhiều video mới từ kênh của Si Kẹo nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và những phần cứng của Kẹo đâu, hãy like cho video đi nào. Trận đấu này thì chỉ còn lại bao nhiêu đây, 23 người chơi nữa thì nó chỉ còn lại một nửa bản đồ thôi. Cơ bản là đầu trận là anh em đi triệu hồi cáo nên các bạn phang nhau kinh quá. Tôi thì tôi không triệu hồi nữa, đơn giản là cái cáo cổ đại một ngày các bạn chỉ triệu hồi được một lần thôi, thì cái nhiệm vụ của thẻ vô cực đó mà. Đấy, khá là nhanh gọn để mình có 2 kill, bây giờ là thẳng tiến qua phía thung lũng thôi. Đấy, tiếp tục khô máu, tiếp tục kiếm thêm mạng nữa nhở. Không biết là xuống thanh niên nào không nhỉ. Mình vẫn để M14 cái lõi cơ khí ở đây. Mình có nghe được một thông tin, đó là cái súng M14 trong OB22 sẽ được boost sức mạnh khá là ghê gớm. Thế nên là cứ để M14 lõi cơ khí sẽ giúp cho anh em hỗ trợ bắn lên thanh cực kỳ là tốt, đúng không nào? Yo, tí nữa tôi kiếm thử, nếu mà được M14 thì test thử luôn. Mà chặn người bố mẹ. Úi dồi ôi, rơi ngay quả. Người đồng đội của mình tắt mẹ điện đi em ơi. Lúc nãy là mình thấy một đứa trên trò nhá. Đây, công qua luôn, mẹ xử lý nó luôn. Chạy thế đéo nào được. À, đùa. Súng dưới dạng. Ok. Tôi tưởng nó vẫn ở trên. Sát con mẹ mày, định vỡ đầu hack xong. Quá đen cho thanh niên. Lần sau nhá, chửi em nhá, giúp kinh nghiệm nhá. Mà thanh niên quả nhảy ra hơi bị lộ liễu, tôi vuốt cái vỡ mẹ đầu rồi. Thế này chơi gì? Oh man. Ok, thì cơ bản là do cái Ska của mình trang bị giảm thanh á, thế nên là bây giờ kiểu bắn sướng vãi ra luôn á. Phê thật sự luôn. Nhưng mà từ đầu trận giờ chưa kiếm được XM8 nhỉ. Thế như là có vẻ như XM8 thì nó hiếm hơn trong phiên bản OB22 nhá. Con mẹ mày, ngồi đây đấy hả? Vãi cả đài mà dựng mông keo. Dựng thế đéo được, ui dựng mông keo cũng không thể ăn được mình đâu. À, có một đứa đây. Ui, người đồng đội của tôi nhanh tay quá. Vậy tí nữa quả tôi có thêm mạng nữa nhỉ. Ơi. Tí nữa có thêm mạng nữa. Ok, thì mình đổi qua MP40 đi. MP5 thì bắn nó cũng khá là ngon, nhưng mà nếu mà bắn tầm gần hoặc là ở một cái khoảng cách gọi là mình quen tay hơn ấy, thì MP40 mình sẽ quen tay hơn MP5. Đó, ok chưa ạ? Lý do tại sao mình đổi từ MP5 sang MP40 là như vậy. Ok, tranh thủ xem xác có gì ấy. Đạn súng trường thôi à? Hết mẹo rồi, có gì đâu. Ông em quả không sao thì có mỗi đạn súng trường. Trời đéo, thế nên nghèo vãi thai. Để xem mình kiếm thằng nào giàu giàu thì giết nó, lút hòm xác cho nó giàu ấy. Mấy thằng ở đây cho nó nghèo rất, con mẹ nó mùng tơi rồi. Ok nhá, yes. Còn có 10 người không ạ? À, có cái ghế này. Cái này là ngai đỏ không ạ? Đậu sai bởi vì ngày trước là có ngai vàng free fire mà. Bây giờ ngai đỏ thôi. Tôi ngồi chán chê rồi nên là sẽ không ngồi nữa. Bây giờ tập trung vào công việc để kiếm tốt thôi. Các bạn có thể là vào trong game nhá. Ngay vị trí đây là đầu thung lũng nha, sẽ có cái ngai đỏ. Đó, cái ghế đỏ cho anh em ngồi đi, gọi ngai đỏ sai với đấy. Ok, thì các bạn sẽ có một cái ghế ngồi, chủ yếu để tự sướng thôi, chứ định nó bắn cho sấp mẹ mặt. Ui thế nhỉ, làm cái đéo gì đấy, ngáo vai đài. Ui rồi ôi, à đây bạn nó này, còn mà em chạy đâu, chạy đi hộ gái. Ui ui rồi ôi đâu, ui trông nó ngu ngang ngu ngơ đi mà sống dai phết nhỉ. Ui quả dựng mông kẹo. Sợ quá là tôi cứ tưởng cao thủ dựng mông kẹo chứ, nhưng mà bạn này mặc bộ trang phục cùi cùi mà. Nhưng mà thôi nghe bạn, nhiều khi các bạn đừng nên coi thường người khác, bởi vì là mấy ông hack thường mặc mấy bộ trang phục cùi vẽ đái. À, đây. Ui,
Cái gì đấy? Cái gì đấy anh bạn? Vỡ mẹ đầu chưa? Sợ chưa? Chưa nhé. Úi cho bạn nó nè. Ui sợ vãi. À một trái lựu chúng mày xác định với bố mày rồi. Đây. Lên. Ui ngu người này. Lựu còn chưa kịp nổ luôn cơ. Ngáo với đây. Gặp phải thanh niên này chơi ngáo rồi. Đùa quả pha công ẩu thế thì xác mẹ định ra đi rồi. Thanh niên trả lời không? Đó thì mình quấn cho đầy máu thôi. 200 máu chơi game tự tin anh em nhỉ. Đó. Bây giờ thì khá là ổn, đồ đạc thì vô cùng ngon lành rồi. Chủ yếu là chơi game làm sao mà cẩn thận xíu thì kiếm top nó cũng dễ thôi. Chúng ta có dắp 3 này, mũ 3 này, 3 lâu 3 này. Đúng không? Xịn xò vãi trưởng. Nếu mà muốn xịn hơn thì kiếm thêm quả dắp chúng nổ nhỉ. Nhưng mà tôi thấy là dắp 3 nó cũng tương đối là ngon rồi. Đấy, chỉ xếp sau dắp chúng nổ thôi, có gì bàn cãi nữa. Ok, rất nhiều đạn súng trường luôn mà ra bộ sửa ra. À bông keo này. À thế tôi lại phải lượm thêm bông keo rồi. Vứt bớt đồ đi lượm bông keo, bởi vì bông keo là một cái trang bị vô cùng cần thiết, các bạn nên ưu tiên nhá. Đó, các bạn có thể vứt bớt đạn đi lượm thêm bông keo, bởi vì là bông keo nhiều lúc nhá, địch nó bắn bất ngờ anh em dựng lên nó né cái địch rất là hay. Ok. Số nhà phải lên cổng trời chiến thôi. Ê, mà đùa nhau mấy ông, kêu nhau nhanh vai. Tôi mới có hack không mà mấy ông bảo ui dồi phiên bản mới em mới ra đã có hack rồi, thế là toang mẹ rồi. Nhưng mà đây còn lại ba đứa lo gì, ba đứa mà từ từ xử lý nó. Sợ gì anh em, team tôi còn hai người mà. Đấy, thế kiểu gì cũng có một team hai đứa, lại một đứa đi lẻ nữa, chắc chắn vậy thôi. Hoặc có thể ba đứa đi lẻ thì dẫu sao vẫn có lợi cho của mình mà. Có mẹ, ở đâu vậy nhỉ? À đây đây, ok nhỉ, ma mày giả là Ngộ Không à? Con chó này, mày tưởng mày ngon à? À thanh niệm xài Ngộ Không không ạ? Ok. Ui tưởng gì, tưởng gì bố lại xài Ngộ Không ạ? Chạy thế đéo là được. Chạy đi, à ngay phía sau à? Thế nó đội tao chưa? Thằng này xác định mẹ rồi. Úi dồi này, thanh niên. Sao? Yes, 7 kill. Quá là điều bình thường luôn á. Thanh niên. Ui mẹ ơi. Dũng ơi, ông làm đéo đi, thằng nào bắn ơi. Dũng sắp mẹ mặt bị địch nó bắn cho này. Dũng nó đổi tên thành Diệp Vũ TV nhá. Quần mẹ thằng nào đấy, đéo hiểu sao. À đây à. Trong cái khu trường học anh em, ngay chỗ xong bông keo á. Rồi bình tĩnh. Ui dồi ôi, bạn tôi để nó vứt đầu cho, ngu chưa. Mà ham hố cơ, các bạn thằng cuối rồi này là Dũng nó hơi ham hố. Có à, ông ở đây tôi cứu đéo được. Rồi xong, địch gạt luôn anh em ạ. Ồ, ghê đó nha. Sao em ơi, úi dồi ôi, quả thằng bé, cứ đứng xong keo nhở, hay quá nhở, được. Con chó này ra ngoài solo với anh con nào. Mà đéo tham gia thôi anh em ạ, khoảng đứng xong bông keo. Ok, thế mình lùi ra sau tí đi. Các bạn là mình có giảm thanh mà có thể đánh lạc hướng vị trí của nó. Rồi, chạy vào trong trường học chưa? Thế nhưng nó chạy vào trong mẹ rồi sao chứ? Làm gì xong bông keo? Không thể ai ạ, nó vào trong rồi. Kiểu này vào trong rồi anh em ơi. Bông keo bắn xong không có này, biết ngay rồi. Màn hình điện thoại nhỏ quá. Các ông ơi đừng so sánh với mấy ông chơi PC nhá, màn hình điện thoại tôi nhỏ vãi nha, bạn chơi game kiểu căng hết cả mắt mới nhìn được thấy địch. À đây, má này trốn sau cây à? Tôi tưởng vào trường học rồi, ra là vậy, khổ trốn kỹ thế bạn ơi. Sợ thật, à đây đây. Chạy à? Con chó này, nó vẫn trong trường học mẹ ơi. Tầm này mình vẫn đang trong mò, không lo lắng lắm đâu. Ok nhá, ngồi tạm chỗ này. Solo bạn ơi, à đây, ra ngoài này solo với mình luôn á. Ồ, được, ghê đó nhở. Coi chừng cái đầu nhá, à, nó mà cứ ngồi đấy, coi chừng cái đầu đó, tôi bắn vỡ đầu luôn nhở. Làm sao, lòi cái đầu lên, xem vỡ đầu không. Tưởng ngồi sau thùng thì ngon à. Lòi đầu lên, đây, chạy à. Ôi mặt, toàn vé đây hai công ạ, nó còn bông keo, tôi đéo có. Tầm này tôi có bông keo đâu. Ui mẹ ơi, đừng anh, em có làm gì đâu. Má, nó bắn mình là mình kiểu cảm giác run tay vai. Anh em cổ vũ nào, cổ vũ tôi một là thằng cuối rồi. Cái đậu xanh của tôi phải xấy bông keo của nó. Ui, mẹ ngon nhở, ngay sau phía tảng đá luôn á. Thế này chơi gì. Sao em ơi. Nó dẫn mình anh em, nó cầm súng điện á. Tính gạn team up á, đéo chơi. Team up khóa nick đấy. Thủ dỡ này anh, team up không khóa nick đâu, nhưng mà kiểu gian lận trong game mình không thích lắm. Ra đây em ơi, thế nào cũng ngồi sau tảng đá vậy.
tôi chỉ canh đầu thôi anh em ạ. Có chừng sứt mẻ đầu nhá. Ui, làm bông keo thế. Trời ạ. Xé bông keo thôi. Xé này. Ui, một phiên vào đầu nhá, sợ chưa, sợ chưa. Tiếp tục xé bông keo anh em ơi. Bo thu nữa luôn. Ghê vậy. Ui, thằng mẹ gọi drone thính ngay xuống dưới đấy. Thôi thôi thôi. Cái phần này toang mẹ ôi. Cái bíp. Ui, còn tí máu. Thôi 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 thôi. À, cái ui nó còn tí máu này. Trời đậu xanh. Tí nữa win anh em ạ. Sorry các bạn nhá. Bye bye anh em và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.